Trung xin chào quý cô bác anh chị nhé, và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại thì Trung đang ở trên bạch con mèng, Trung đang trên đường vào trong nhà của chị Say. Trung cũng vừa mới qua nhà chị Máy, thấy cháu chú ở nhà. Cháu nói là sáng sớm nay mẹ cháu cũng vừa mới được ra viện. Và mẹ cháu lên trên nhà của chị Say lấy cỏ cho bò. Ngày hôm qua chú Sô, chú gọi điện cho Trung, chú nói rằng là sắp tới này nếu như làm nhà của chị Máy thiếu kinh phí thì sẽ bán bò đi. Thì chiều nay chúng lên xem chị Máy có bán bò thật không, cũng như là bò của chị Máy bây giờ nếu như bán thì được tầm khoảng bao nhiêu tiền. Hôm nay rất là mừng rằng là trời cũng đã hửng nắng rồi, trời đã ngớt mưa như 3-4 ngày hôm vừa rồi, trời mưa liên tục, mưa lũ gây thiệt hại rất là nặng nề cho bà con ở trên bản cũng như là ở dưới thành phố Hà Giang. Ngày hôm nay thì nước rút rồi, bà con đang khắc phục hậu quả mưa bão để lại rất là nặng nề. Ô, em chào chị Máy nhá. Đấy, chị Máy ở đây rồi. Chú chào cháu nha. Đấy, ở trên này ai gặp cũng gọi là em chào chú nha. Như chúa cũng vậy. Đấy, cháu chào chú nha. Đấy, thế bố mẹ đi đâu rồi cháu? Bố mẹ đi đi lên trên người chết, bố đi lên trên người chết rồi. Bố mẹ đi nhà đám đúng không? Thế bố mẹ đi từ sáng sớm này à? Thế cháu tên gì đây? Cháu tên là Trung. Ấy à, cháu tên Trung á? Ôi rồi, thế là cùng tên với lại chú rồi. Cái gì Trung? Lò. Lò à? Trung. Lò Văn Trung à? Vâng. Thế bây giờ là cháu đang học ở đâu? Học lớp mấy rồi? Lớp 4 à? Cháu lớp 4 à? Thì học lớp 5. Năm nay lên lớp 5. Có phải là học điểm trường ở ngoài Hòa Bắc không? Vâng. Thế học ở gần nhà chú. Thế có biết nhà của chú không? Không. Không biết à? Vâng. Nhà của chú ở bên dưới trường học một chút đấy. Thế có biết cô Long không? Biết à, đấy, cô Long nấu cơm cho các cháu đấy là chị dâu của chú. Nhá. Hôm nào xuống dưới đấy học kìa, vào nhà chú chơi nhá. Thế bây giờ là được nghỉ hè rồi nhà. Thế anh trai đi đâu rồi? Em trai đi đi nhà của Máy à, nhà của chị Máy. Anh trai đi xuống chơi nhà của cô Máy này rồi. Thế còn anh trai đi làm à? Bố mẹ cháu đi nhà đám, một mình cháu khác ở nhà. Thế ai đi chăn trâu đây hả? Không biết, không có ai đi đâu. Không có ai đi à? Thế cháu cứ thả trên đồi thế à? Thế chị Máy vừa mới được ra viện à chị Máy? Thế tình hình như nào rồi? Khỏi chưa? Khỏi rồi á? Chị Máy đi viện ở dưới đấy cũng được 4 đến 5 ngày ấy, chị Máy nhỉ? Hôm nay nữa là 7 ngày rồi á? Thứ ba hôm nay nữa, cho một tuần nhỉ? Mà nếu mà về ấy, tầm khoảng ngày hôm qua với ngày hôm kia không có thể về nhà được. Bởi vì là trời mưa nhiều ấy, nước sông suối to, ngập lụt hết cả thành phố Hà Giang mà. Nên không có thể về được, ngày hôm nay nước rút rồi thì chị Máy mới về nhà được. Thế sáng nay ai đi đón chị? Gái của chị. Con gái của chị đi đón á? Thế chị Máy đi viện này là ở dưới đấy là họ kết luận là chị bị bệnh gì á chị? Viêm phổi. Bị viêm phổi á? Viêm phổi, đau dạ dày. Viêm phổi với lại đau dạ dày. Thế là ngày hôm mà em lên đây ấy, em với là cái chú ở dưới miền xuôi lên đây ấy, thì hôm mấy là chị vẫn ăn cơm bình thường mà không sao mà. Thế tối hôm mấy mới bị đau à? Đi ăn cơm thì đau bên kia. Trước kia đau đây này. Đau đây này thì không đi làm mẹ nó đau cả. Đi làm mẹ. Thế là bị viêm phổi với lại cả đau dạ dày nữa. Thế đâu chịu không được là mới gọi cho chú Sô đưa đi. Em con gái của chị đưa em đi này. Con gái của chị đưa chị đi.
Thế đi viện như thế này thì chị có thẻ bảo hiểm gì không? Hay là mất nhiều tiền lắm không? Con đi bác sĩ không lấy, không xin thẻ bảo hiểm nó mới nó hay 2 triệu. Mất 2 triệu á? Ôi rồi. Thế sao vậy, nhà chị là bây giờ là có cái thẻ bảo hiểm mà hộ nghèo này, chị sao không mang đi nộp mà chị lại nộp tiền ở dưới đấy mất 2 triệu. Mất nhiều thế. Không bảo anh có thẻ bảo hiểm không, bác sĩ không bác sĩ không bảo, không nói gì luôn. Không Lần sau là chị đi khám và rút kinh nghiệm nhá, chị phải mang thẻ bảo hiểm đi. Đấy, với lại chị mang những cái gì quyền lợi của mình á. Đấy, hộ nghèo thứ đi nhá. Đấy, sẽ được miễn giảm rất là nhiều, nhất là cái thẻ bảo hiểm ấy. Nhưng mà nhà chị có thẻ bảo hiểm hết chưa? Họ có nó mà đi nó bác sĩ không xin không lấy mà. Ủa rồi, chị mang đi bác sĩ cũng không lấy. Bác sĩ bắt cho nộp tiền. Ôi ôi ô. Hôm nay về nó lại ai nào thấy họ có tiền nó em không có. Em đi bảo bác sĩ bảo nó chị máy nó không có tiền đâu. Nó như thế nó khá về nó không có tiền mà. Ôi chị máy mất 2 triệu. Thế 2 triệu đấy là chị máy là tiền của chị máy hay là tiền của ai cho mượn hay như nào? Em bảo chị cho em đi khám luôn. Thế tiền đấy là tiền của chị gái à? Tiền của chị say này cho mượn trước à? Có thể bảo hiểm mang đi nộp đi. Bác sĩ lại không lấy. Lại bắt cho nộp 2 triệu tiền. Thế lúc vào viện đấy là nộp luôn 2 triệu rồi. Thu nó 670.000 nó cả hết 2 triệu. Ở trong viện này hết 1,4 triệu. Đi một thuốc hết 600, hơn 600 nữa là cứ tính cho là mất 2 triệu. Khổ chưa. Thôi, khỏe lại là được rồi chị máy ạ. Mấy hôm vừa rồi trời mưa này thì nhà của chị máy có bị sao không? Có bị dột riết gì không? Về nó em không xin nó về một lúc nó về đây nó không xin nó không biết. Không em hỏi rằng là mấy hôm vừa rồi trời mưa to như này là nhà của chị máy là có bị ảnh hưởng gì không? Không biết á. Sợ rằng là cháu chú một mình ở nhà ấy, bởi vì là cái mái nhà của chị máy này thì cũng bị hỏng khá nhiều rồi, với lại nhà bây giờ cũng nghiêng hết rồi. Đấy, mấy ngày hôm vừa rồi thì trời mưa như này thì cũng không biết được như nào. Vì nãy chúng lên thì chúng gặp cháu chú ở bên nhà của chú Sô. Đấy, chúng cũng chưa được sang bên nhà của chị máy. Đấy, sợ rằng là mưa bão ấy, gió to là nhà của chị máy này là sập đổ lúc nào còn không biết đấy. Thế sáng nay chị máy về là nhà không bị sao đâu chị máy. Thế là tốt rồi. Yên tâm rồi. À chị máy, vừa rồi là ngày hôm qua ấy, chú Sô chú ấy gọi điện là nếu mà sắp tới này ấy làm nhà chị máy tiền không đủ ấy thì chị máy bán bò à, hay là chú Sô chú đấy nói như thế thôi. Không đủ thì bán. Thế chị máy làm đã quyết định rồi, nếu mà sắp tới này làm nhà ấy nếu mà kinh phí không đủ là chị máy quyết định là bán bò. Nhưng mà bán hết bò hay là bán như nào? Thì bán một con. Bán một con á? Thế bán con nào chị máy? Bán con bé mà. Con bé á? Đấy chị máy xuống dưới này xem nào. Con nào? Chị máy xuống chuồng đi nào. Bán con ấy đúng không? Bởi vì đây là có 2 mẹ con thôi. Thế con mẹ này đẻ được mấy con rồi chị máy? Mua về là đáng đẻ con này là con đầu tiên à? Hay là con này là con thứ hai rồi? Con này con thứ hai rồi. Con đầu tiên là chị máy bán rồi đúng không? Con đầu tiên chị máy bán là được bao tiền? 100 được mười mấy triệu?
Được 12 triệu à? Được 10 triệu 2, được 12 triệu. Đấy, bởi vì là lúc đầu Trung lên trên bản Cống Mèng này ấy, biết đến hai mẹ con, cháu chúa và chị Máy ấy, khi đấy là Trung gặp chị Máy ấy, Trung lên thăm gia đình nhà chị Máy là đầu tiên, thì khi đấy chị Máy ấy, cũng như chị Say bây giờ toàn chip bao hay thôi, đấy, không biết, đấy, vẫn là lắc đầu thôi, cho nên làm. Đến ngày hôm nay thì Trung cũng rất là vui mừng rằng là chị Máy này thì cũng đã biết khá nhiều tiếng phổ thông rồi, đấy, bởi vì là từ nãy đến giờ là Trung nói chuyện là chị Máy cũng đa phần là biết hết, nhưng chị Máy chị ấy không nói được coi như là hết thôi. Chứ trước là chị Máy cũng không biết nói luôn đấy chị Máy nhỉ, đúng không? Bây giờ là chị Say chị đấy không biết nói luôn đấy, chị đấy nghe được nhưng mà chị ấy không nói được. Thế trước là chị Máy học hay lớp mấy? Chưa học. Không đi học à? Có 3 tuổi nó là bố mới rồi. Mày đi lấy chồng nó không có ai cho đi. Thế chị Máy là mồ côi à? Thế nhà của chị Máy là tổng là có mấy anh chị em? Bố có 4 anh chị em á? 4 anh chị em. Mà bố mất thì từ lúc mà chị còn bé rồi. Đấy, và mẹ thì lại bỏ đi lấy chồng. Xong là 4 anh chị em lớn lên thì khác lập gia đình ra ở riêng ấy đúng không? Chị Máy này hôm nay thì chúng mới biết là chị Máy này là mồ côi, bố mẹ từ nhỏ chị Máy không được đi học, và chị Say cũng vậy. Đấy, nên là nói tiếng phổ thông thì không biết. Thôi đến ngày hôm nay chị Máy nói được nhiều tiếng phổ thông rồi đấy. Nhưng chị Máy, chị từ trước đến giờ là chị chưa đi xe đạp, đi xe máy lần nào à? Không đi lần nào luôn. Bởi vì là em thấy cái quãng đường ấy ở dưới nhà của chị lên đây rất là xa luôn. Đấy là chị đi nhanh phải mất tầm 1 tiếng nhờ. Nếu mà đi chậm phải tầm khoảng tiếng dưới 2 tiếng ấy chị Máy nhờ. Đi xa lắm. Đấy, đi từ đầu làng đi cuối làng luôn ấy. Ở đây là cuối làng mà, bởi vì là ở trong chỗ này là bản Lũng Khỏe mà chị Máy nhờ. Đấy, nhà chị Máy là ở gần điểm trường học bản Khâu Mèng. Ở đấy là đầu làng rồi. Chị Máy đi bộ đến cuối làng lấy cỏ cho bò. Trước thì chị Máy nuôi nhốt cùng với lại nhà của chú Sô. Nhưng vì là nhà của chú Sô này thì chị Máy mỗi một lần lấy cỏ chị Máy phải gùi vác về nhà thì đi lại rất là xa. Đấy, nên là chị Máy quyết định là lấy hai con bò của chị Máy để trên nhà của cậu, nhà của chú Sô, để trên nhà của chị Say nha. Nhầm, xin lỗi các cô các bác. Để trên nhà của chị Say này, buộc ở đây, xong mà lấy cỏ cho bò cho nó tiện đúng không? Thế chị Máy là xung quanh đây chị Máy có trồng được nhiều cỏ không? Trồng được mà. Trồng được ở chỗ nào? Chỗ bên trên nhé. Cái bãi cỏ rộng rộng ở trên đường đó là của chị á. Nhiều nhỏ. Đấy, bãi cỏ ở phía bên trên kia. Đấy. Còn ở xung quanh là bãi ngô thôi. Rộng bát ngát luôn. Đấy. Ở chỗ điểm nhà của chị Say này thì có một cái mặt bằng rất là rộng. Nên ở đây thì bà con trồng rất là nhiều ngô. Đấy, nhà của chị Say ở phía bên dưới này còn đào ao thả cá, một cái ao cũng rất là rộng ở phía bên dưới này. Đấy, chị Máy là nếu mà sắp tới này làm nhà là thiếu kinh phí là chị Máy là bán con bò được nhà chị Máy. Con này là con được nhà chị Máy nha. Con này được mấy tuổi rồi chị Máy? Được mấy năm rồi? Một năm rồi. Được 1 năm nhỉ? Được 1 năm mà lớn nhanh đấy nhờ. 3 tháng rồi. 1 năm 3 tháng. Đấy, từ 1 năm 3 tháng thôi. Con bò này lớn thì quá nhanh luôn. Đấy, hơn 1 năm thôi. Đấy, con bò được rất là đẹp. Mà con bò này thì chưa có ai về xem qua cho chị Máy hay là chưa có ai về xem lần nào đâu? Có người về xem nó, em bọn nó không bán. Có người về xem nhưng mà chị nói là không bán. Khi đấy là chị cũng chưa xác định làm nhà, thứ là chị chưa bán bò làm gì đúng không? Với lại con bò này nó bây giờ cũng đang lớn thôi nhà chị nhỉ.
Nếu mà như con bò này bây giờ bán này liệu được tầm khoảng độ bao tiền chị Mai? Mình bỏ nó mày 4 chậu nó bỏ mày 4 chậu không được. À chị nói rằng là 14 triệu nhưng mà họ không dám mua. Họ bảo 14 triệu thì cao quá đúng không? Bởi vì chị Mai bò ấy vào 3 năm nay thì bò rất là rẻ, thả trâu nữa. Đấy, như con bò này bây giờ là họ chỉ có cân lên thôi. Đấy. Như trước thì giá con bò này cũng phải tầm khoảng 18 cho đến 20 triệu. Đấy, nhưng bây giờ thì nếu mà có thợ về xem ấy mà trả giá thì con bò của chị Mai, con bò đực này chỉ được tầm khoảng độ là 10 cho đến 12 triệu thôi. Đấy, chắc là chỉ được tầm đấy thôi chị Mai nhỉ. Cũng như cái con bò trước là chị Mai bán thôi. Hai con bò của chị Máy rất là đẹp. Chị Máy cho ăn đều này. Nên bò rất là lớn nhanh với lại béo. Cái con bò mẹ đấy nhìn bụng to tướng này. Đang chửa chị Máy? Chửa được mấy tháng rồi? Một tháng là 5 tháng rồi. Chửa được 4 đến 5 tháng rồi à? Thế là con bò mẹ này sắp đẻ, sắp có một con bò con rồi, nhà chị Mái nhà. Nhà của chị Mái kinh phí tính đến thời điểm ngày hôm nay thì chúng cũng chỉ nhận được 4 triệu thôi. 4 triệu của Mai ở Mỹ gửi cho hai mẹ con tiền kinh phí mua vật liệu làm nhà. Chúng cũng rất là mong được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cô, các bác, các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân trong và ngoài nước giúp đỡ thêm kinh phí cùng với lại chung giúp đỡ hai mẹ con chị Máy, xây cho hai mẹ con chị Máy một cái ngôi nhà che mưa che nắng nhỏ nhỏ. Bởi vì là sắp tới này hai mẹ con chị Máy này là không có nhà ở rồi. Vì là con của chị gái này đi làm ở dưới Hà Nội về, khi đấy có tiền thì con của chị gái sẽ lấy lại cái ngôi nhà đó và sẽ làm nhà mới thôi. Khi đấy hai mẹ con chị Máy thì không có chỗ nào để ở. Hai mẹ con chị Máy thì vừa rồi là đi làm bên Trung Quốc về, chị Máy cũng tiết kiệm dành dụm được ít tiền mua được một con bò mẹ này. Con bò mẹ thì cũng đẻ ra được hai con bò thôi. Một con bò trước thì chị Máy cũng đã bán. Và có cái con bò này là con bò thứ hai. Chuẩn bị đẻ tiếp con bò tiếp theo rồi. Ôi, thế trước là cho nó ăn ở bên này à chị Máy? À, cái máng ở phía bên này là trước là lấy chặt cỏ cho cháu của nhà chị Say đúng không? Nhà của chị Say này trồng được nhiều cây rong giềng nhỉ? Đấy, ở xung quanh nhà toàn cây rong giềng này, quá nhiều luôn. Thế trước là nhà của chị Máy này, em lên cái lần vừa rồi ấy, em thấy là củ rong giềng lấy ở đây đi à chị Máy? Thế củ rong giềng đấy là vừa rồi em quay video ấy, thấy rất là nhiều cô bác nói rằng là củ rong giềng đấy ăn rất là ngon đấy. Thế chị Máy ăn lần nào chưa? Ăn rồi. Hả? Ăn rồi à? Thế cỏ này là chị Máy vừa đi lấy về à? Hay là chị Máy lấy từ lâu rồi chị Máy? Hôm qua nó chỉ lấy về. À hôm qua chị Say đi lấy về cho à? Bởi vì là cỏ này thì ở bờ ruộng với lại ở trong nước ngô thôi. Đấy, nhìn màu cũng hơi vàng nhạt rồi. Đấy, chặt từ cắt từ ngày hôm qua rồi. Bên này chuồng lợn nhà chị Máy nhà. Thế cái chỗ này vừa rồi định làm chuồng trâu à? Chị Say bỏ nó con trâu của chị Say về, nó hai con nó không có chỗ ở, nó là cái kia nó cho hai con bỏ ở. À tức là cái chuồng phía bên này thì chị Say muốn là nhốt trâu của chị Say. Đấy, còn cái chỗ này là muốn làm để nhốt hai con bò của chị Máy.
Đấy, những chị máy mong mò đến đây thì trâu của chị Say lại thả lên trên rừng rồi. Đấy, cái chỗ này là mới có chỗ để cho hai con bò của chị máy nhốt ở đây đúng không? Ừ, nếu mà trâu còn ở là dĩ nhiên là cái chỗ này là phải làm rồi nhỉ, mới có chỗ để nhốt bò của chị máy chứ đúng không? Ừ. Nhà của chị Say này thì cũng không có lợn đâu. Chỉ nuôi được một con lợn bé thôi, hai con. Đấy, được hai con lợn. Ở xung quanh này đất tốt nhỉ chị máy nhỉ. Ừ, đất tốt như này trồng cái dây lang này, này. Đấy, cho lợn quá hợp lý rồi. Ở xung quanh nhà của chị Say trồng nhiều vào, xung quanh nhà chị máy á, chị máy á. Ừ, cứ hay nhầm là chị máy chị Say. Thế toàn bộ cái chỗ nương ngô trước mặt này là của nhà chị Say hết à chị máy? Cái kia nó phải của hai vợ nó, cái kia nó không phải của chị máy. À, tức là chồng của chị Say là lấy hai vợ. Ừ, thì đất này cũng chia ra đúng không? Đất này là đất của vợ cả đúng không? Ừ. Đấy, thế đất của chị Say là chỗ nào? À, ở phía bên dưới này. Ồ, rộng ghê nhỉ. Đấy, ở phía dưới kia này. Bát ngát luôn. Đấy, chia ra ở phía bên trên này là ngô đất của vợ cả, còn ở dưới là mới là của vợ hai chị Say. Đấy. Nhà của chị Say này cũng nuôi được khá nhiều chim bồ câu. Thế tí nữa là bố mẹ mới về à cháu? Vâng. Ừ. Không, tối nay lại ngủ một mình rồi nhà. Có dám ngủ một mình không? Không dám à? Sợ lắm nhà. Xung quanh nhà thì chả có nhà nào ở xung quanh đây nữa. Chỗ này cũng vắng nhà chị máy nhờ. Ừ. Nhà của vợ cả thì ở tầng tít bên kia mà nhà. Ừ. Thế cái nhà bếp là ở phía bên này à? Cháu. Thế cái nhà này là nhà để làm gì đấy? À, để làm chuồng trại à? À, chuồng trại nuôi gà với lại cái chỗ mà để đun bếp củi. Máy cày. Thế ở trên này là giường của cháu à? Hay là giường của ai đây? À, thế giường của anh trai á? Thế trước anh trai ngủ ở trên này à? Đấy. Em trai đi mua giường về xong lại làm giường. À, thế trước là ngủ ở trên này, thì bây giờ là anh trai đi làm về có tiền này, mua giường này, ngủ ở dưới này. Thế trước là toàn trèo lên trèo xuống ngủ ở trên gác này thôi đúng không? Ừ. Bởi vì là hôm vừa rồi chú lên đây là thấy mẹ lấy cái cầu thang này ấy, là để ở phía bên này cơ. Thế nói rằng là trước là ngủ ở trên này. Vào trong nhà này ấy. Nhà không có cửa sổ, tối om luôn. Ở trong này thì có một cái bếp củi nữa, nấu nướng là ở phía bên trong này. Còn nấu cám lợn thì mọi thứ là ở phía bên ngoài kia. Ở xung quanh, tức là ở bên cái bếp củi này là hai cái giường này, bàn uống nước. Chúng thấy rằng là bà con ở trên bàn này, những cái ngày mà mùa đông thì còn đỡ, chứ những cái ngày mà mùa hè ở trong nhà như vậy thì quá nóng luôn. Bởi vì là nhà cũng có cửa sổ cái thứ nhất rồi, thứ hai là nhà lại lợp bằng tấm lợp nữa. Đấy, và giường này đấy, là ở rất là gần so với cái bếp củi. Như giường bên này thì cách chưa đầy 1 mét. Đấy. Mà ở trong nhà thì tối om luôn. Cái gì đây, ngô à hay là cái gì đấy?
không có à, không có gì à? Kiểu có ngô. Ơ chị máy, này là in nứa dùng để làm chổi à, đúng không? Ờ. À. Nhà của chị Say này cũng trồng được nhiều cây đu đủ nhờ. Thế chị máy là chuẩn bị đi về chưa? Hay là ở đây tối mới về? Chuẩn bị đi về. Chuẩn bị đi về à? Ừ. Thế tí nữa là ngồi xe của em về luôn? Đi bộ. Đi bộ à? À, không dám ngồi xe à? Ừ. Sợ à? Ừ. Trời ơi, ngồi xe về đến nhà chẳng nhanh hơn à? Đi bộ xa. Ừ. Tí nữa là ngồi theo xe của em về luôn cũng được mà. Em đằng nào cũng về mà. À, đi một tí nữa đến nhà rồi. À, ngày hôm vừa rồi anh ở dưới miền xuôi, anh lên trên nhà của chị máy gặp chị máy, nhưng chị máy quyết định không lấy chồng nữa, chị máy ở lại cùng với lại cháu chúa thôi, hai mẹ con chăm sóc lẫn nhau. Thế chị máy thấy anh vừa rồi như thế nào, à chú vừa rồi lên đây như thế nào hả? Không biết nói gì hơn à? À, chỉ là chị máy không muốn lấy thôi. À. Có thuê làm thì đi làm thuê, không có thuê làm thì tháng nó không lấy chung. À, ừ. Tức là nếu mà đi làm thuê thì đi, ừ. Còn lấy chồng là không đi, ừ. Không lấy, đúng không? À. Chị máy, chúng cũng vừa mới lên trên nhà của chị Say gặp chị máy. Chị máy thì cũng vừa mới ra viện sáng sớm nay. Chị máy bị bệnh viêm phổi với lại bị đau dạ dày. Chúng cũng vừa hỏi qua chị máy về vấn đề là bò thì chị máy cũng đã quyết định sắp tới này cũng như là làm nhà thiếu kinh phí thì chị sẽ quyết định là bán một con bò được đi, con bò con ấy, để mua vật liệu làm nhà. Giờ thì chúng cũng chuẩn bị đi về rồi. Chúng cũng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Chúng chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo.